Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Thưa quý vị, là trước mắt quý vị là một tác phẩm đắc thụ tụ lộc của anh Đạt, nhà vườn Mạnh Trường, Nam Định quý vị ạ. Một cây xanh rất là khủng và rất to của nhà vườn Mạnh Trường. Thì nhà vườn Mạnh Trường và tên nhà vườn là anh Đạt quý vị ạ. Thì quý vị có thể ngắm tổng thể cây ở mọi cái góc cạnh. Trong bonsai Huy sẽ đi chi tiết cho quý vị ngắm được kỹ hơn cái tác phẩm quý này. Thì thưa quý vị, là một cái anh trân trọng tác phẩm và đặt cái bể rất là đẹp quý vị ạ. Dự cái bể chắc là không có cái bể nào mà ở cái triển lãm này mà lại đẹp và cầu kỳ như cái cây này. Và cây với chậu thì rất là ăn nhập. Và thì cái chậu cũng như là cái bộ quần áo quý vị mặc ở trên người ấy, thì nó hợp với cây, nó tôn cho cây thì sẽ làm đẹp cho tác phẩm lên rất là nhiều. Thì đây là một cái tác phẩm rất là khủng của anh. Bộ râm đã được làm rất là tỉ mỉ, rất là lâu rồi. Quý vị hãy đến gần tác phẩm để ngắm đường bệ, đường thân cũng như cái những cái điểm khó của cây quý vị nhé. Em chào các anh. Đây rất đông mọi người đây. Đây quý vị nhá, quý vị nhìn cái đường thân và cái bông râm của cây. Một cây có cái đường thân pháp cực to và cây có cái đường thân hoành làm điểm nhấn của cây như hình con long bốn lượn, thì làm cho cái thân rất là nghệ thuật quý vị nhé. Và cái thân hoành cũng là cái cành bay của cây, cành phóng của cây quý vị ạ. Cái này là một cây rất là kỳ dị và nghệ thuật rất là cao quý vị nhé. Đây, tác phẩm đắc thụ tụ lộc. Đây là một cái tác phẩm cực kỳ nghệ thuật ở triển lãm này và gây được chú ý của rất nhiều các anh em đến tham quan. Quý vị ơi, quý vị hãy chiêm ngưỡng mặt sau, trông hùng vĩ và đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, rất đông nhá, rất đông các anh em đang tả cây, bởi vì cái những cái khúc cua, những cái nét chuyển cực kỳ nghệ thuật nên mặt sau này quý vị có thể nhìn được rõ, rất là nghệ thuật. Mấy anh em cho cái đánh giá về tác phẩm này. Quá đẹp anh ạ. Có đẹp và nghệ thuật cao không? Quá đẹp, quá đẹp. Chuyển nó ác. Quá ác nhỉ, cực kỳ quý đúng không? Quá quý. Thực tế ra con này mình cũng đi nhiều cuộc triển lãm rồi, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên gặp những tác phẩm nó to, nó khủng khiếp như này. Rồi, đấy là cái điều mà ghi nhận của các anh em đến tham quan tác phẩm này nhé. Cái đó cũng là cái ý kiến chung của tất cả mọi người đi ngắm cái tác phẩm này. Đẹp lắm, đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, nhiều khi những cái ý kiến khách quan thì là quý vị có thể cảm nhận hơn tác phẩm. Bonsai Huy thực sự là mọi cái video chia sẻ
Tao chỉ muốn truyền tải những cái thật nhất đến cho quý vị. À, đôi khi có một số quý vị thì lại không cho đó là những cái thật, mà lại nghĩ đó là những cái mà mọi người nghĩ là Sa Đức Huy đang thổi phồng lên. Dạ vâng. Vâng, em Sa Đức Huy. Vâng. Quê đấy. À thế à, vâng, anh ở đâu ạ? Anh Lạng Giang, anh ở Bến Kép. À anh ở Bến Kép à? Là sao anh chơi? Dạ vâng ạ. Anh ở Bến Kép, anh nhà vườn gì? Không nhà vườn gì đâu, anh chỉ là người yêu cây thôi. À dạ vâng. Cũng gọi là à vâng, anh cùng quê đây thưa quý vị. Học chơi. À vâng, anh em mình vẫn đang học hỏi mà. Đang học hỏi chơi mà. Đẹp lắm. Thì chia sẻ như vậy để quý vị hiểu là Sa Đức Huy chỉ muốn truyền tải những cái thật nhất để cho quý vị có những cái cảm nhận nó chính xác nhất. Bản thân không bao giờ có cái suy nghĩ thổi phồng một cái tác phẩm nào hay là nói cái gì nó không đúng sự thật, hay là làm những cái mà nó cho quý vị hiểu lầm. Cái đó là trong cái suy nghĩ và cái việc làm của Sa Đức Huy không bao giờ muốn làm những cái việc như vậy. Rất mong quý vị hiểu được những cái tâm tư tình cảm, cũng như những cái mà khó khăn của cái anh em chúng tôi. Bởi vì những cái lời động viên, những cái lời khích lệ của quý vị thì làm cho chúng tôi có nhiều cái động lực. Nhưng mà chúng tôi làm tốt mà quý vị không cho đó là tốt thì tự nhiên lại làm chúng tôi có những cái mà hơi buồn một chút. Thì rất mong quý vị sẽ có những cái mà chia sẻ với chúng tôi. Thì cũng đi lạc đề một chút, nói chuyện tâm sự một chút. Thì Bác Sa Đức Huy tập trung vào tác phẩm, thì cũng vừa nói chuyện và vừa chia sẻ đấy quý vị. Thì quý vị hãy đến triển lãm Bắc Linh để nhìn ngắm rõ hơn cái tác phẩm Đắc Thụ Tụ Lộc này. Thì tác phẩm này là một cái tác phẩm gây cho mọi người, gây cho quý vị yêu cây và thưởng lãm, gây thương nhớ cho bao nhiêu người đấy quý vị ạ. Đẹp lắm. Thì đến đây Bác Sa Đức Huy xin phép dừng lời ở đây nhé. Cảm ơn quý vị đã đón nhận những cái video và xem những nhìn ngắm những tác phẩm ở triển lãm này. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở các video lần sau.